nguyên tắc về giáo dục giới tính nó là bỏ qua tất cả những văn chương hoa lá màu mè. Điều gì khiến chúng ta hấp dẫn lẫn nhau? Đời anh gặp nhiều người những ghen, tâm sự thẳng thắn của người trong cuộc. Giả mang những trai thì cũng thích những chia sẻ bất ngờ và thú vị. Không là sao? Trang phục khi lên chuyện hạnh phúc vợ chồng. Những lý giải không phải ai cũng biết. Có yêu là có ghen. Cùng đó xem 1001 chuyện 23 giờ chủ nhật hàng tuần trên HTV7.